Tranh Quang Minh Châu hôm nay xin trân trọng kính gửi tới quý khách hàng ba chiếc trống đồng bằng gỗ hương đỏ Lam Phi dày 5 phân và được chạm liền khối với độ dày là 5 phân và tổng chiều dài chiều rộng là mỗi bè là 1 mét, vuông 1 mét, dày 5 phân. Cực kỳ là giá trị và liền tấm, liền 100%, liền tít, gỗ rộng 1 mét, vuông 1 mét, dày 5 phân. Một tác phẩm cực kỳ độc đáo, thật là tuyệt vời. Các đường nét chi tiết của chúng tôi chạm khắc cực kỳ là tinh xảo. Đây là chúng tôi mới khắc máy xong mà chưa hoàn thiện, chưa làm nguội. Sau đây chúng tôi còn làm nguội, cạo lạo, đánh giấy giáp, trà nhám. Sau đó sơn lót, sơn PU để hoàn thiện bóng mờ lên cho khách hàng VIP. Đây là ba tuyệt phẩm của Tranh Gỗ Bình Châu. Xin trân trọng cảm ơn quý khách.